nhổ răng. Mới đây, một phòng khám nha khoa trên đường cao tốc xuyên quốc gia đã bị bệnh nhân gửi đơn tố cáo rằng bà bị sâu rất nặng, phải nhổ ngay, không nó sẽ lây sang những chiếc răng khác. Dạ vâng, nhưng nhổ có đau lắm không? Hay bác sĩ tiêm thuốc tê cho tôi nhé. Bà yên tâm. À, đau quá! Trời ơi, chết tôi rồi! Chờ đã! Ông nhổ thế này à? Đố ai mà dám đến nữa? Giá rẻ mà bà. Bao nhiêu? 100.000 đồng. Không, bà phải trả tất cả 500.000. Hả? Sao lại thế? Ông vừa bảo chỉ có 100.000 một chiếc thôi mà. Vì bà la hét, làm 4 bệnh nhân của tôi chạy mất rồi. Bà phải trả thay cho họ chứ còn gì. Hả? Trời ơi! Mới đây, một nhóm sinh viên ở Nhật Bản đã chế tạo thành công một loại robot thông minh chuyên giúp người già rửa mặt, tắm gội, đánh răng. Robot được thiết kế với kích thước bằng người bình thường và có bộ phận cảm biến trên tay để nhận diện, xác định vị trí cơ thể và từ đó sẽ đưa ra phương pháp chăm sóc phù hợp nhất. Da mặt, phải rửa mặt. Tóc, phải gội đầu. Hoan hô, hoan hô. Tôi cũng muốn thử. Da mặt, tóc, da mặt, tóc. Rửa mặt, gội đầu. Rửa mặt, gội đầu. Rửa mặt, gội đầu. Rửa mặt, gội đầu. Rửa mặt, rửa mặt, rửa mặt, rửa mặt. Ôi trời ơi. Mới đây, một nhóm các nhà khoa học lãng mạn liên quốc gia đã quyết định thực hiện dự án chiến lược đưa người lên mặt trời. Đây là một dự án tầm cỡ thế giới và sẽ đưa công nghệ vũ trụ lên một tầm cao mới. Xin các ngài cho biết, làm sao ta có thể đưa người lên mặt trời khi mà nhiệt độ bề mặt của nó là khoảng 6.000 độ cơ chứ hả? Ồ, vấn đề quá đơn giản. Chúng tôi sẽ đưa người lên mặt trời vào ban đêm, khi đó mặt trời có còn ánh sáng đâu nữa mà lo. Hả? Vừa qua, Hiệp hội Những Bà Vợ đã công bố một căn bệnh lạ mà giới chuyên môn chưa từng biết tới. Thưa quý vị, có một loại bệnh đang rất phổ biến xảy ra đối với những quý ông chồng cần nhanh chóng tìm ra phương thuốc chữa trị. Bệnh gì thế nhỉ? Bệnh này có biểu hiện rất dễ thấy, như bộ mặt những ông chồng đỏ hơn, phùng mồm trợn mắt, kèm theo những âm thanh quát tháo nạt nộ chống đối. Bà đi mà làm. Này cái ông kia, các bạn có biết đó là căn bệnh gì không ạ? Đó là bệnh to gan lớn mật. Hả? Và nhất định chị em chúng ta sẽ đấu tranh loại bỏ căn bệnh đó đến cùng đó nha. Thưa quý vị, được biết là Vivi là địa phương đi đầu trong giải quyết vấn nạn mù chữ. Chúng ta hãy cùng tới xem hiệu quả của công việc này tới đâu nha. Dạ, xin hỏi ông, thôn Vivi đã giải quyết nạn mù chữ đến đâu rồi ạ? Ồ, chúng tôi đã xóa mù được 50% rồi. Ồ, vậy ư, tốt quá thưa ông. Xin các bác hãy viết vài từ về tên tuổi của mình được không ạ? Ồ, được chứ. Đây là chữ gì vậy? Tôi không biết. Tôi cũng không biết. Sao lại thế được? Tôi đã nói rồi, mới xóa mù chữ được một nửa thôi mà. Nghĩa là sao hả? Thì họ mới chỉ biết viết chứ chưa biết đọc, thì làm sao biết đấy là chữ gì đâu. Hôm qua, tòa soạn báo Sóng Vang đã tổ chức họp báo để công bố thành công của cuốn tiểu thuyết Nụ Hôn Trong Mưa, vừa phá kỷ lục sách bán chạy nhất trong vòng 10 năm qua. Thưa nhà văn Lọ Văn Chay, xin chúc mừng nhà văn với thành công của cuốn tiểu thuyết Nụ Hôn Trong Mưa. Cảm ơn, xin cảm ơn các vị. Thưa nhà văn, chỉ trong chưa đầy 5 ngày xuất bản mà 2 triệu đầu sách đã bán hết veo, ấn tượng quá đi à. Dân, đúng thế, chính tôi cũng cảm thấy rất là bất ngờ đó. Theo nhà văn thì thành công của cuốn tiểu thuyết này là do đâu ạ?
tôi nghĩ là chúng tôi đã làm rất tốt ở khâu quảng bá giới thiệu quyển tiểu thuyết trước khi nó đến với bạn đọc. Vậy ư? Tin bật mí rõ hơn được không ạ? Đây, đây, mời anh xem tờ quảng cáo này. Julia Hằng, 24 tuổi, người mẫu kim diễn viên, tài sản 5 triệu đô, độc thân, muốn tìm người chồng lý tưởng như diễn viên chính trong tiểu thuyết Nụ Hôn Trong Mưa, Nhà Văn Lọ Văn Chai. Thế đây, sau khi tờ quảng cáo này đăng, các chàng trai đổ xô đi mua tiểu thuyết của tôi, thế là bán chạy thôi mà. Hóa ra là vậy, ra là vậy. Vừa qua, để hưởng ứng tháng an toàn giao thông, trường tiểu học Hoa Hướng Dương đã phát động phong trào giúp đỡ người già qua đường nhằm giáo dục trách nhiệm và ý thức của các em học sinh khi tham gia giao thông. Ngoài việc chấp hành nội quy tốt, các em còn phải có ý thức giúp đỡ người gặp khó khăn khi tham gia giao thông như người khuyết tật, người già. Hai em sang giúp cụ qua đường nhé. Cảm ơn các con quá. Thế thì dễ ợt, tớ cũng làm được. Vậy các em tự thực hành nhé. Thế từ sáng, các con đã làm được bao nhiêu việc tốt rồi? Dạ, 20 việc ạ. Ồ, tốt quá, là việc gì vậy? Dạ, thì chúng em thay phiên nhau đưa cụ già ấy qua đường, rồi quay lại, rồi qua đường, tổng cộng 20 lần. Chúng em tự hào vì hôm nay chúng em làm được rất nhiều việc tốt. Trời ơi! Đây là không khí ngày thi cuối cùng của đợt thi đại học năm nay, được chúng tôi ghi nhận tại địa điểm thi quận Cầu Gió. Còn vất vả quá. Em đánh giá thế nào về đề thi năm nay? Dạ, đề thi năm nay rất vừa sức đối với người ra đề. Ồ, vậy em làm bài thế nào? Cá nhân em năm nay chỉ làm sai đúng một câu. Ồ, chúc mừng em. Những câu còn lại thì em không làm được. Ngày hôm qua, công an phường Sao Mai đã nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Hoa Lan về việc ba chị từ quê ra thăm con đã mất tích một cách bí ẩn. Chị hết sức bình tĩnh, chúng tôi đã cho lực lượng tìm kiếm rà soát khắp nơi rồi. Có thể bác bị lạc ở đâu đó, sẽ sớm có tin tức về thôi. Ba tôi chân ướt chân ráo mới quê lên, chỉ ngồi ô tô biết thẳng đường tới đây mà sao lạc được. Nếu có mệnh hệ gì thì tôi biết phải làm sao. Chị ơi, đây có phải là người nhà của chị không? Trời ơi, ba! Ba có làm sao không? Có bị trộm cướp gì không? Bác ấy không làm sao cả. Chúng tôi tìm thấy bác trên xe buýt nhưng nhất quyết không chịu xuống xe. Hả? Sao lại thế? Không phải ba không chịu xuống, mà người ta không cho xuống. Sao người ta lại không cho bác xuống? Lê Văn Huyên, xuống! Võ Thị Bãi, xuống! Trời ơi, lâu đến lượt quá! Đó, tôi ngồi chờ sốt cả ruột mà mãi người ta vẫn chưa chịu đọc tên cho tôi xuống nè. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.